Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cần cơ chế đặc thù để giải quyết điểm nghẽn hạ tầng giao thông kết nối, đẩy nhanh quá trình liên kết phát triển vùng Đông Nam Bộ. Tình trạng mưa ít nắng nóng đến sớm kéo dài, các địa phương cần cân đối nguồn nước để giảm thiểu thiệt hại cây trồng, đảm bảo duy trì sản xuất. Lực lượng an ninh Ecuador đột kích Đại sứ quán Mexico, bắt giữ cựu Tổng thống, cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glass, sự cố ngoại giao tồi tệ nhất giữa hai quốc gia này. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối chủ nhật ngày 7 tháng 4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có thư khen Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong thư, Thủ tướng viết, thời gian qua nhằm tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định. Sau gần 5 tháng triển khai, qua báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy đã cơ bản thực